Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay Dũng Doanh sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Đó chính là nồi khuấy mini nhiệt dầu đa năng. Nồi này thì có dung tích rất là nhỏ. Dung tích của nó là 30 lít, được làm hoàn toàn chất liệu inox 304. Ở lớp trong cùng dày 1 ly và lớp ở bên ngoài dày 0,8. Nồi này thì là nồi đun cách thủy, được sử dụng trong các cái cửa hàng vừa và nhỏ để bán bánh đúc khuấy này, hoặc là bánh giò, hoặc là các cái loại bánh đun cách thủy, hoặc là các bạn có thể nấu súp, súp cà chua, hoặc là các cái loại canh thì cũng rất là dễ sử dụng. Nó không bị khê, không bị cháy các cái sản phẩm của quý vị và các anh chị. Nồi này thì cấu tạo như mình vừa nói là inox 3 lớp, công suất điện là 3 kW điện trên 1 giờ, sử dụng điện dân dụng 220V. Còn motor tay khuấy này thì có công suất điện là 200W, sử dụng điện 220V, rất là nhỏ và thuận tiện cho người sử dụng. Phần motor tay khuấy này thì được làm hoàn toàn cái bộ motor giảm tốc hàng nhiệt bãi, tức là hàng đã qua sử dụng, được gắn với lại một cái đế gắn để đỡ cái motor này, cũng được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox 304, rất là dày dặn, hộp inox vuông như này để cho chúng ta thuận tiện trong quá trình sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ cắm motor để cho các bạn xem qua cái motor này nhé, xem nó hoạt động như nào nhé. Bây giờ thì mình đã cắm motor rồi đấy. Đấy, quạt gió đã hoạt động rồi này. Ở bên trong này này, nó sẽ có một cái nắp ngăn đôi như này, để khi mà chúng ta sử dụng motor tay khuấy này này thì chúng ta sẽ rút ra rút vào được liên tục ạ, để kiểm tra trong cái nồi này nó khuấy đã được bột chưa. Ví dụ như các bạn là khuấy bánh đúc này, hoặc là khuấy các cái loại mỹ phẩm như là khuấy bột, khuấy với bồ kết, khuấy cao bồ kết làm dầu gội này, hoặc là các dạng mỹ phẩm khác. Đó, thì ở bên trong này sẽ hoạt động motor tay khuấy, khi mà gắn điện nó sẽ hoạt động như này. Các bạn có thể lôi hẳn cả hai cái nắp một nửa ra nhé, rất là thuận tiện và sạch sẽ trong quá trình sử dụng. Đó, ở bên trong này thì cái tay khuấy này có tốc độ vòng quay là khoảng 50 vòng trên 1 phút, rất là chậm rãi để hòa tan hoặc là để làm đều, làm chín đều. Ví dụ như các bạn nó khuấy bánh đúc hoặc là các cái mỹ phẩm thì nó sẽ hòa tan và làm đều các cái sản phẩm của bạn. Và khi mà chúng ta đun bằng cái phương pháp cách thủy nhiệt dầu như này thì nó sẽ rất là sạch sẽ và không khê không cháy cái sản phẩm của quý vị và các anh chị. Đây là cái phần chứa dầu này, còn phần này là phần xốp cách nhiệt, để khi mà chúng ta đun cả ngày nó sẽ không bị khê, không bị cháy, không bị nóng bỏng ra bên ngoài. Hoạt động thì cũng rất là êm và trơn tru ạ. Ở bên trên thành nồi này thì có một cái phần van tiết dầu và que thăm dầu. Khi mà chúng ta đun thì chúng ta sẽ đổ dầu mezan hoặc cái lân vào đây, dầu ăn. Và cái phần dầu thì nó sẽ không quá cái mức cao nhất này, và nó không thấp hơn cái mức thấp nhất này. Đó, thì bên Dũng Doanh đã chia ra từng vạch một để cho quý vị và các anh chị có thể nhận biết được là lúc nào cần phải cho thêm dầu. Ví dụ như anh chị mà dùng một ngày một lần thì khoảng 3 tháng các anh chị mới phải cho thêm dầu. Nó rất là tiết kiệm luôn ạ. Và công suất điện thì nó cũng rất nhỏ, nó chỉ bằng cái bình nóng lạnh 20 lít của gia đình nhà mình thôi. Công suất là 3 số điện trên 1 giờ. Ở đây thì cái phần dây điện cũng làm rất là chắc chắn, và dùng dây cáp Cardisan 2x2,5 để đấu cho nồi này. Nồi thì được sử dụng trong các cái cơ sở sản xuất các cái loại thực phẩm mini, để chúng ta khuấy cho nó đều bột, đều sản phẩm và rất là thuận tiện trong quá trình sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ nhấc cái motor này ra để cho các bạn nhìn ở bên trong nhé. Mình nói thêm một chút về phần motor. Motor được chốt hai cái chốt inox như này, khi mà mình tháo ra nhấc ra cũng rất là dễ dàng. Đó, chỉ cần tháo và gạt xuống như này là xong. Đó. Bên này cũng sẽ như thế, sẽ có hai cái tay chốt inox rất là sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ nhấc motor ra. Đây là phần bên trong của nồi này.
Nồi này thì có đường kính miệng là 35, chiều sâu lòng là 35 cm, rất là nhỏ nhắn xinh xắn để cho chúng ta có thể sử dụng. Ngoài ra cái chức năng khuấy thì chúng ta có thể nấu các cái loại thực phẩm khác nhau như nấu cháo, nấu súp, hoặc là nấu canh bún riêu cua đều được trong cái nồi này. Và nó sẽ có hai nắp, một nắp để khuấy là nắp một nửa kia, và một nắp liền như này, nắp hai lớp để cho chúng ta đậy trong quá trình mà chúng ta đun nấu các cái thực phẩm khác mà không cần tay khuấy. Nó rất là sạch sẽ. Ở đây thì sẽ có một cái van xả đáy. Van xả đáy này thì có một cái kích thước rất là lớn, đó là van 2 inch. Thì cái kích thước van xả này nó khoảng 5 cm. Cái lòng bên trong này này nó khoảng 5 cm, rất là lớn để cho chúng ta xả những cái sản phẩm ra bên ngoài. Dưới đáy nồi thì được hàn 3 chân, rất là gọn gàng khi mà sử dụng trong cái không gian nhỏ hẹp. Đó. Và các cái chân thì được gắn rất là chắc chắn bằng các cái thanh inox. Bên dưới đáy này đó chính là cái van xả đáy. Khi mà chúng ta thay dầu thì chúng ta sẽ thả đáy qua cái van này. Và ở phần trước mặt đây thì nó sẽ có hai cái điều khiển nhiệt ở bên trong. Ví dụ như là các anh chị và các bạn bắt đầu đun thì sẽ bật cả ba hai lên. Còn khi nào mà chúng ta không đun nữa hoặc là chúng ta thấy nhiệt thừa rồi, chúng ta sẽ tắt một bên đi, chỉ để lại một bên màu xanh này. Bên màu xanh này thì có công suất điện là 1 kW điện, còn bên màu đỏ sẽ công suất điện là 2 kW điện, tổng là 3 kW. Rất là dễ sử dụng ạ, chỉ vặn lên vặn xuống thôi ạ. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới do Dụng Doanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 02466533355 hoặc số điện thoại 0985323325 hoặc số điện thoại 0934439112, hoặc các bạn có thể truy cập vào website dungdoanh.com để biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau. Nhớ like và share cho team Dụng Doanh nha.